Alo, chào các anh chị. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị xử lý cái lỗi có lỗi xảy ra khi liên hệ admin để hỗ trợ ở trên phần mềm Macke Crack. Thì cái này đầu tiên ấy, thì anh chị thì sẽ mở phần mềm Macke lên. Đây là cái bản Crack cho nên là hệ thống Windows ấy nó hay hiểu nhầm là virus. Thì anh chị sẽ bấm vào cái thông báo Windows Threat Protect này. Nếu mà nó đã bị trôi rồi nhé, anh chị ấn vào cái góc Notification ấy. Chị bấm vào. Xong đấy thì nó sẽ hiện ra một cái bảng là Windows Threat Protect như này. Anh chị ấn vào Protect History. Chị để ý một cái là Threat này. Red. Sau đấy thì anh chị để ý cái thư mục. Nó là thư mục tem này, local tem này. Thì anh chị chọn là Action. Chọn là Restore. Mấy cái dưới cũng tương tự. Cái main DLL cũng restore. Đấy, tiếp theo nữa thì anh chị sẽ vào chỗ ô sớt, anh chị tắt phần mềm Macke đi nhé, vào ô sớt này, nhấn phần trăm tem phần trăm để chờ cho lúc nào nó ra cái biểu tượng thư mục này, file folder này, click vào, sau này nhấn Ctrl A chọn tất cả, sau đấy nhấn Shift Delete xóa toàn bộ mọi thứ ở trong cái thư mục tem này. Những cái nào mà không xóa được thì mình skip đi. Tiếp theo nữa anh chị sẽ mở lại cái phần mềm Macke. Ok, như thế này là anh chị đã truy cập lại vào bình thường rồi. Trong quá trình mà sử dụng thì gặp vấn đề gì thì anh chị cứ inbox cho em. Rồi, cảm ơn anh chị, hẹn các anh chị ở các video tiếp theo.